kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia bình. <laughs> Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni nam mô bổn sư thích đầu tiên thầy xin trân trọng tán thán tinh thần học pháp tinh tấn của đại chúng Và đặc biệt là ở chùa Linh Sơn sư bà hết sức là tinh tấn à, kính thưa quý vị thầy cũng có cái tính rất là lười là lười biếng <laughs> thầy lười biếng dữ lắm à, nhưng mà nghĩ tới nhà, sư bà đại chúng nhà, tinh tấn học pháp dữ quá thầy cũng không thể không thể làm một người thầy lười biếng được cho nên cũng phải nỗ lực lên và chúng ta thấy rằng chúng ta đang nương tựa với nhau, à, chúng ta nỗ lực để làm gương cho người khác và cái tinh thần cung kính của mọi người cũng là cái điều kiện tốt để cho chúng ta phát tâm tinh tấn không có phụ lòng người khác à, và bản thân mình à, mẫu mực để làm tấm gương cho người khác. Tất cả chúng ta đều có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau, vai trò hỗ trợ lẫn nhau ở trong cái đời sống tu học rất là quan trọng. Và chúng ta có thể nói một câu rằng à, không có bất cứ um, sự thành tựu trong hành pháp tu học mà không có đi ngang qua cái tình huynh đệ đó là điểm mà chúng ta nên để ý à, tình quân đệ trong pháp lữ đó nó rất cần thiết à, nó có sự tác thành đối với chúng ta rất là lớn à, có nhiều vị có nhiều người quân đệ rất tốt và họ đã hỗ trợ lẫn nhau giúp đỡ nhau để chúng ta đi trên con đường giác ngộ à, thôi hôm nay xin mời các vị chúng ta đến với nội dung Phật Pháp căn bản dựa vào giáo nghĩa Pháp Uẩn Túc Luận của Tôn Giả Mục Kiền Liên, người biên soạn tài liệu này. Lần trước chúng ta đang ở trang số 441. các vị học phải có phải có tài liệu ha phải có tài liệu trên tay không có không có rời xa kinh điển được À, chúng ta biết rằng y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan ly kinh nhắc tự tức thành ma thuyết tức là y theo kinh mà giảng nghĩa mà Hiếu nghĩa tam thế Phật oan nghĩa là sao? Nghĩa là nhiều khi oan Đức Phật ba đời tức là chúng ta chữ đâu nghĩa đó đấy mà chúng ta không hiểu bối cảnh Đức Phật muốn nói là gì mục đích Đức Phật muốn nói để làm gì thì Đôi khi chúng ta làm cho người khác hiểu nhầm về lời Phật dạy. Và chúng ta vận dụng lời Phật dạy một cách mấy mốc vào ở trong đời sống. Đây gọi là oan Phật ba đời. Đại đa số Việt Nam chúng ta <laughs> làm oan cái Đức Phật. Cứ nói Đức Phật nói như vậy, Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà thực ra Đức Phật không có nói như vậy khi chúng ta đọc trong kinh chúng ta nghiền ngẫm kỹ càng rồi chúng ta sẽ thấy rồi nếu như mà ly kinh nhất tự tức là rời kinh một chữ thôi thì đó là ma nối không phải phật nối cho nên nối có sách mắt có chứng phải có y cứ đàng hoàng bởi vì bởi lẽ đơn giản chúng ta sống xa thời đại của đức phật tới hơn 2.600 năm. Và chúng ta làm sao có thể hiểu được bối cảnh văn hóa đương thời như thế nào? Đức Thế Tôn không có nối kinh cho chúng ta ngày hôm nay đâu. Không có bảo các ngài đừng hãy thuộc kinh và truyền bá cho đến 2.600 năm sau. có đại chúng ở đạo tràng Pháp của Đội Tâm để học giáo Pháp. Đức Phật không bao giờ làm cái việc mấy mắt như vậy. Ngài chỉ có đối diện với bất kỳ một tình huống nào. Và tùy theo cái tình huống đó, Ngài dẫn dắt hữu tình đó ra khối biến sanh tứ đi vào nước bạn. Nước bạn lúc bây giờ giống như là một mặt trăng sáng ngời trên bầu trời và bất cứ hữu tình đang đứng ở vị trí nào thì Đức Thế Tôn đều chỉ vào hướng mặt trời chí vào hướng mặt trăng, chỉ và hướng ánh sáng, đó là một điều rất là rất là tuyệt vời. Mà công việc của Đức Phật làm thì rất là nhiều, nhiều hơn chúng ta. Sáng sớm ra khi mặt trời chưa ló dạng, thì Thế Tôn ở trong hương thất. Đó là gì? Đó là, đó là, đó là cái truyền thống của Chư Phật. Bởi vì khi mặt trời chưa có lên đi ra khối hương thất có thể dẫm chết những con côn trùng. Và khi mặt trời vừa ló dạng thì Đức Thế Tôn đi kinh hành xung quanh hương thất của Ngài. Cho tới khi mặt đất vừa ráo thì bắt đầu Ngài đi khắc thực. Đi khắc thực thì tùy duyên mà giáo hóa. Khắc thực xong họ trai trở về trú xứ công việc đó là công việc làm lợi lạc cho nhân gian khi trở về trú xứ thì lúc bây giờ ngài dạy dỗ các vị tỳ kheo thường thường buổi chiều có các vị vua đến để mà thỉnh hội rồi khi mặt trời lặn xuống thì các loài ngã quý đến thưa thỉnh và đêm về khuya đêm về khuya thì à thì các các vị thiên thần chúng ta đọc trong kinh tương bộ chúng ta thấy à, có những vị thiên thần à, đưa đến để mà học đạo đức thế tôn ánh sáng của vị thiên thần làm cho rực sáng một vùng trời à, chúng ta thấy đức đức công làm việc ở tới khuya À, khuya rồi khi mà các vị chư thiên rút hết rồi đi hết rồi thì mình ước lượng độ chừng khoảng 12 giờ 1 giờ thì bắt đầu ngày mới nghỉ ngơi đó là cái sinh hoạt thường nhật và mỗi mỗi người đến với ngài rất đa dạng từ vua quan cho à, đến sách à, sát thủ vô não dâm nữ liên hoa sách à, tất cả mọi người đến hỡi bằng cái tâm mong cầu của sự giác ngộ giải thoát thì đức thế tôn đều có pháp yếu cho họ và khiến cho họ thành tựu hạnh phúc đó là một điều tuyệt vời trong một ngày từ khi thành đạo cho tới khi niết bàn chưa từng lầm lỗi và lời dạy của ngài sẽ không thừa và không thiếu cho nên đều gọi là là lời như thật và tất cả lời dạy đó được truyền tụng cho đến ngàn đời sau. Sau đó có cái sự biên tập, kiết tập theo dạng dạng thức ngôn ngữ và cấu trúc trình bày như thế nào. Và kiết tập không phải một lần, nhiều lần. Bởi vì sau một thời gian loài người phát triển với những dạng thức ngôn ngữ khác nhau, quan điểm khác nhau. Cho nên sự kiết tập rất là cần thiết sự kiết tập tức là cái sự sang định lại thống nhất trở lại để chúng ta tránh những trường hợp ngộ nhận và trong lịch sử Phật giáo đến nay là bảy lần kiết tập bảy lần kiết tập chúng ta hy vọng ở tại Đại học Saga Buddha chúng ta có thể kiết tập lần thứ 8 và theo theo thầy nghĩ rằng lần thứ tám này là lần cuối cùng ở trong lịch sử Phật giáo. và sau đó giáo pháp nó sẽ bị phân hóa và nó đến cái chỗ tàn hoại. Và việc làm của chúng ta là một việc việc làm cực kỳ khó khăn ở trong lịch sử kiếp tập. Vì gì? Ngôn ngữ phát triển với đa dạng, ngôn ngữ Việt, ngôn ngữ Thái, ngôn ngữ Tây Tạng, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Ấn Hoa nhiều cái loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ Anh Và nhiều ngôn ngữ như vậy Nếu như chúng ta không có sang định Thành một bộ đại tạng kinh Với Cái sự thống nhất như vậy Thì nó sẽ đỡ cho người ta hiểu nhầm Và người ta hiểu nhầm rồi Thì Phật giáo tự phân hóa Và giáo pháp của Đức Phật Người ta nhận thức không còn đúng nữa Nhưng mà đỡ làm được cái việc đó Thì nó có rất nhiều cái công trình Rất nhiều cái chuyện khác nhau và thực ra xây dựng đạo Saka Buddha thì chính chúng qua là một cái phương tiện hội trì chánh pháp nhưng cuối cùng của chúng ta đó là kiếp tập đại tạng kinh đó là những cái công trình mà chúng ta làm để chúng ta đem đến lợi lạc vô tận cho cái qua địa cầu này thì thưa quý vị ở đây chúng ta không có điều kiện chưa có thể là thông hiếu Phật pháp được nhiều thì chúng ta Cần một cái tác phẩm đó là pháp ứng thúc lượng mà các vị đang có trên tay Rồi bây giờ chúng ta theo tài liệu đó để chúng ta nghiên cứu học tập Thì ở đây chúng ta thấy ở trang 441 Nói rằng ở trong kinh giáo hối sa đế Tức là Đức Phật dạy cho sa đế Đức Phật dạy rằng hòa hợp ba sự hợp hai mẹ Nối rộng cho đến thức này à, Thức này trực tiếp không gián cách nhập thai tạng Ôi Xin lỗi hình như là chúng ta qua xong rồi phải không Có phải chúng ta tới giờ bây giờ xuất xứ không Hình như thầy nhớ là bây giờ chúng ta qua tới cái chỗ xuất xứ rồi á có đúng không ạ? À? Có à, ai còn nhớ được, không? Dạ, à, vâng, đúng rồi đó sư phụ. Tức là hôm nay mình sẽ học về xúc ạ. À. vâng vâng, thầy làm dấu bị cái đoạn trước thầy chưa chuyển qua. Bây giờ ừ. chúng ta lật sang ừ. 442 ừ. ha. Yeah. À, bây giờ mình đúng đến phần xúc nha. Xúc tức là chúng ta hiểu là chúng ta đang đứng ở trong cái giáo nghĩa 12 duyên khởi. À, 12 duyên khởi. Và Thế Tôn nói rằng bất cứ chư Phật mười phương nào khi thành tựu thì đều nhận thức rõ về duyên khởi. Và Thế Tôn nói bởi vì từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay ta vì mê lầm duyên khởi cho nên bị trôi lăn trong sanh tử. Từ đó chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta giác ngộ duyên khởi thì chúng ta rời khối sanh tử. Và tất nhiên chúng ta giác ngộ từng phần, chúng ta biết từng phần, biết đến đâu thì chúng ta bớt đi cái sự mê lầm đến đó. Vì vậy cho nên Thế Tôn mới nói bất cứ pháp nào mà không được biến mãn, không được biến tri thì nơi đó vẫn còn bóng tối vô minh ngự trị. Ở trong bóng tối vô mình đó sẽ lưu xuất vô lượng khổ não. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta học được pháp yếu này. Chúng ta biến mạng, biến tri, nhận thức được nó. Tức là trí tuệ của chúng ta đã hướng tới nó, đã sôi sáng nó. Và một khi sôi sáng ở trong duyên khởi, thấu hiểu được một phần chúng ta có thể vượt qua vô lượng kiếp khổ đau. Và giáo nghĩa này nó như là giáo nghĩa liên hoa và khả năng giải thoát của nó là siêu việt cho nên dầu cho tạo tạo tội hơi như núi cả cũng chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng là vậy cái giáo nghĩa của Thế Tôn là giáo nghĩa màu nhiệm vi diệu nó tinh khiết giống như là hoa sen trỗi lên giữa bùn dơ cũng giống như là tư tưởng tâm của chúng ta nó trỗi lên giữa cái cõi đời ô trược này Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới một thứ sáu trong duyên khởi đó là xúc. Xúc, chúng ta tìm hiểu chữ đầu tiên là danh sách duyên xúc. chữ danh sách, danh là tên gọi, sách là hình hài, duyên vào xúc như thế nào. Cho nên chữ xúc á, chúng ta nghĩ đơn giản như vậy nhưng mà nhưng mà khi phân tích sâu vô chúng ta sẽ thấy khác. Ở đây danh sách duyên xúc là thế nào? Mắt và sách làm duyên sinh nhãn thức hòa hợp ba sự này xúc trong đây mắt và sách gọi là sách Thọ tướng hành thức từ đó sanh gọi là danh danh sách như vậy làm duyên sanh nhãn thức đây gọi là danh sách duyên xúc à, chúng ta phân tích một chút xíu ha chúng ta phân tích bây giờ như thế này chẳng hạn như um, thầy cầm một cái cây viết thầy đưa lên cái hạn thế này thì các vị nhìn thấy cây viết nhìn thấy cây viết gọi là ba sự hòa hợp phải không ba sự hòa hợp mắt của mắt của chúng ta được chưa rồi xét xét cái là là cái cái, cái 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 vật chúng ta nhìn, cái đối tượng chúng ta nhìn, chữ sách này không có phải rằng là sắc chất hình hài. À, xin lỗi nó không phải là là nó không phải là, là, là sắc dục hay là sắc đẹp hay là màu sắc mà chữ sắc đây là chúng ta hiểu rằng là thế giới vật chất mà mắt của chúng ta nó có thể nhìn thấy được. Thì chúng ta gọi nó là, là sách Được chưa hả? hay là chúng ta thông qua kính hiển vi để chúng ta nhìn một những con vi trùng nhỏ nhất thì chúng ta vẫn gọi đó là là sách à, miễn sao chúng ta thấy gọi là sách à, nếu mà chưa check. như vậy thì mắt và sách làm duyên làm duyên là sao tức là hai cái điểm này nó phải tương tác với nhau còn mắt nó duyên tới nó nhìn và nó biết đây là cái viết cái biết này cái sự phân biệt này hiện ra đây chúng ta gọi là thức chúng ta đặt câu hỏi nếu như không có nếu như không có cái viết thì con mắt nó có thể nhìn thấy được nó có thể biết được cái viết hay không chúng ta trả lời là không bởi vì sao bởi vì nó không có đối tượng nhìn cho nên nó không biết đây gọi là Vâng. Vâng, cô nghe rõ không? Anh gì đạo Phật? Chúng con nghe rõ ạ. Anh Phật chúng con à. nghe rõ thầy ạ. Ồ, ừ, tại vì thầy nghe dù, dù hành nói gì đó, thầy không hiểu. Rồi. <laughs> thầy nói lại nghe không? Tớ nói lại thế này, tức là um, ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy cây viết. Chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ, phải tập trung lại để suy nghĩ. Chúng ta nhìn thấy cây viết mà cái cây viết này chúng ta nhìn thấy cái kết quả tri giác cái kết quả phân biệt, kết quả nhận biết rằng ta đã thấy cái viết đó. Cái đây chúng ta gọi là nhãn thức À, thức này nó sinh ra ở trên cơ sở của mắt nhìn thấy cái viết <laughs> chúng ta gọi là nhãn thức như vậy đến được có một cái kết quả đó nó còn cái ba yếu tố một là cái viết hai là con mắt ba là gì ba là cái biết cái viết có mặt ba cái kết quả đó nó hình thành bây giờ nếu như không có không có cái viết con mắt có thể nhìn thấy cái viết được hay không tất nhiên là không nếu như có cái viết mà mắt nhắm lại hay là con mắt bị hư thì lúc đó mình có thấy cái viết hay không cũng không cho nên cái khả năng biết của con mắt nó phải có cái điều kiện của nó cái sự phát sinh của thức và nó có bị nó có nó có 11 cái chướng ngại tức là 11 cái duyên hỗ trợ ví dụ như bây giờ có cái viết có con mắt mà không có ánh sáng chúng ta có thấy hay không chúng ta sẽ không thấy bởi vì thiếu cái duyên hỗ trợ duyên hỗ trợ đây là chứ là ánh sáng nói như vậy như vậy thì chúng ta hiểu rằng là để có một kết quả cái thấy Nó cần khởi thức Chúng ta nhìn thấy uh, Một người thế này Con mắt khởi thì ít nháy lắm Bởi vì sao? Bởi vì uh, Nhất là chư thiêng trên bầu trời Chư thiêng trên trời Con mắt gần như không có nháy Mỗi Khi nháy một cái thì thức nó khởi lên Lúc đó uh, mới có phát sinh thiên nhãn và chư thiên họ bắt đầu mơ phân biệt còn chúng ta thì thì sao chúng ta để ý những người mà cùng mắt cái nháy lia nháy lia không có nhìn thẳng được không có định, định định, thần được thì hiểu rằng người đó nếu như có định lực thì họ đang làm mất định lực hoặc giả dạ, họ không có định lực tại sao chư thiên con mắt không có nháy như vậy bởi vì chư thiên sống ở trong định. À, con mắt lúc bây giờ chỉ đỡ trang trí mà thôi, chứ không phải đỡ nhìn. Chỉ khi nào muốn thấy thì lúc bây giờ mới khởi thức mà nhìn. Thì lúc bây giờ chư thiên mới thấy được. Còn chúng ta thì mắt nó thường xuyên khởi thức, bởi vì nó hay duyên và duyên duyên vào ngoại cảnh, tức là nó tìm kiếm ngoại cảnh. <laughs> đây là những điều nó khó hiểu và con mắt của chúng ta nó duyên vào những cái ánh sắc nào lạ lẫm mà có cái sức rực sáng ừ, bởi vậy cho nên tất cả những cái biểu tượng quảng cáo người ta làm cho gọn xuống người ta làm cho nó nó, nó đơn giản và nó có cái sức gợi cao chúng ta gọi đó là nghệ thuật logo Logo là một cái nghệ thuật tổng hợp một cái ý nghĩa biểu tượng và nó có ba hình thức một đó là hình hai là chữ ba là hình và chữ. Nếu như nghệ thuật phương Đông thì muốn làm logo một là làm cái ánh sắc màu màu xanh mát mắt hai là ánh sắc màu 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 đỏ rực để làm cho người ta lưu nhớ ở trong mắt bởi vì phương đông nó sương nó đóng cho à, nên tùy đó mà mình làm sao cái nghiệp cảm của con người như thế nào như vậy thì ở đây đơn giản là cấu trúc là gì là mắt nhìn thấy cái viết mắt duyên ngồi trong cái viết đó mà sinh ra khả năng nhận biết chúng ta gọi là nhãn thức Được câu hỏi biệt được, được, được một câu hỏi. Vậy thì có khi nào có mắt có cái viết mà mà chúng ta không có phân biệt được hay không có bởi vì chúng ta đỡ đỡ như vậy nhưng mà tâm chúng ta nó duyên chỗ khác tâm nó duyên chỗ khác vì vậy cho nên nó không có phân biệt được ở trước mặt nó là có cái viết thành ra có những trường hợp chúng ta nghe nó không có nhớ chúng ta đang ngồi đó có người ta họ nhờ mình gì đó nhưng mà tâm mình đang duyên chỗ khác thành ra người ta nhờ cái gì đó thì mình cũng lịch sự gật đầu nhưng mà mình lại không có ghi nhớ được đây gọi là do thức nó không khởi cho anh nhỉ không khởi trên tay cho nên nó không có liễu ngộ phân biệt như vậy thì bây giờ đây chúng ta phân tích này chúng ta nói bây giờ bây giờ sao bây giờ là mắt và sắc làm duyên mắt và sắc làm duyên sinh ra nhận thức cho nên cái thấy nó đến từ mắt hay cái thấy nó 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 nó, nó có mặt là do cái viết đa số chúng ta đều nói rằng mắt thấy tai nghe nhưng bây giờ chúng ta học rồi Thì chúng ta phải hiểu rằng đó là thức thấy Tức là cái khả năng nhận biết của mắt nó, mới là cái vấn đề quyết định cái thấy Chứ nó không phải Chứ nó không phải là cái con mắt thấy Con mắt Chứ là cái môi trường duyên tăng thượng Tức là cái hình ảnh nó đi qua hai con mắt thế này Thì lúc bây giờ nó có mắt là cái cơ quan nó có thể lưu giữ cái hình đó và nó tăng thường nó tức là nó phân tích nó xử lý được cái thông tin đó diễn ra theo ý muốn của mình chúng ta gọi là tăng thượng của mắt mà ở trên cái cái tay mình thì thân căn nó chỉ có tăng thượng và xúc giác Chứ nó không có tăng thượng và cái gì nó không có tăng thượng và và hình sắc được hay là lỗ mũi mình nó vẫn bằng thịt nhưng mà cái mùi hương đi ngang qua nó thì cái lồng mũi á, nó mới chính là cái môi trường mà tăng thượng vào mùi hương cho nên nó khả năng phân biệt được cái mùi hương gì à, cái lưỡi mình á, nó là gì nó là nó là vẫn là thân căn nó vẫn bằng thịt mà thôi nhưng mà ở trong môi trường lưỡi thì nó lại có khả năng tăng thượng được cái vị giác Và ở trên lưỡi chúng chúng ta ở giữa lưỡi nó có một cái cái, cái cơ quan mạnh nhất và ở dưới lưỡi ở dưới lưỡi cuốn đầu lưỡi lên phía dưới lưỡi đó là một cái cơ quan nhận biết được vị một cách nói là tinh vi nhất <laughs> cho nên chúng ta thấy máu cao máu thấp thường thường người ta khoa học người ta bỏ cái viên thuốc vô ở dưới cái lưỡi ngậm im lại là lập tức nó có tác động tới cái, cái tế bào máu liền lập tức à, vì vậy cho nên chúng ta thấy không là tuy nó là thân căn nhưng mà mỗi cái kênh như vậy nó có cái sự phát huy tác dụng khác nhau do phát huy tác dụng khác nhau cho nên chúng ta đặt tên nó khác nhau phát sinh ở trên mắt chúng ta gọi là nhãn thức phát sinh trên tai chúng ta gọi là nhĩ thức tí thức thiệt thức thân thức và phát sinh ở trong não bộ chúng ta gọi là ý thức Như vậy thì nhãn, nhĩ, trí, thiệt, thân, ý thức Nó có mặt khi nào nó có cần hai yếu tố đó là gì là cái duyên bên ngoài và cái cơ quan đó à. cái duyên bên ngoài của chúng ta là cái gì cái duyên bên ngoài của chúng ta đó là chẳng hạn như bây giờ cái duyên của hình sách thì sao cái duyên của hình sách thì nó có cái gì hả duyên hình sách thì nó là từ con mắt mà mà duyên vào từ cái duyên đó nó sinh ra phân biệt của mẹ như chúng ta nếu được chưa hả và cái đời sống của chúng ta thực sự nó không phải là cái đời sống của xác thân này cũng không phải là cái đời sống của dạng vật mà đời sống của chúng ta là đời sống của thức và cái cơ thể chúng ta nó rất đặc biệt nó có khả năng phân biệt nhận biết vợ đa dạng nhất ở trong thế giới này đó là sáu lĩnh vực à, nhãn nhị tỷ thiệt thân ý và nó ngưng tụ ở trong một cái xác thân này chúng ta gọi là thân thức tụ à, trong cái thân thân thức tụ này á, nó có cái khả năng làm việc rất tốt và lãnh hội rất tốt và nhiều phương diện khác nhau nếu như chúng ta hiểu được cái cấu trúc này thì chúng ta biết biết nuôi dưỡng mình ở ở gì ở thức thanh tịnh hay là thức thô trược cái thức thanh tịnh là cái thức không tham không sân không si không tham không sân không si đó là cái thức vô lậu thức vô lậu đó là thức niết bàn cho nên các vị bồ tát họ giàu ra trong sanh tứ để gặp vô lượng những nghịch cảnh trong gai để cái thức sinh diệt nó tan biến chỉ còn thuần là thức vô lậu đó là thức vô lậu theo một đại nguyện cho nên cần phát nguyện để tâm nó duyên vào cái thức vô lậu duyên vào cái đại nguyện đó mà cứ vậy mà mình mình hành động thì nó ở trong cái định lực kiên cố và trong định lực kiên cố đó đi vào trạng thái vô dư nước bạn còn nếu như chúng ta nuôi dưỡng tâm mình ở cái dạng thức mà cái thức thô trượt lửa cháy như tham sân và si thì tự nhiên chúng ta cái huân tu vào ở trong tâm một đời sống thức cái thức này là thức thô trượt bởi vậy cho nên sau khi thân hoại mạng chung cái thức đó nó sẽ chiêu cảm một cái môi trường khốc liệt đó là địa ngục ngã quỷ và súc sanh để nó thọ thai đó là còn nếu chúng ta nuôi dưỡng bằng 10 điều thiện ta ý gọi là thân ngữ ý chúng ta nuôi bằng 10 điều thiện nỗ lực sống bằng 10 điều thiện giữ tinh thần mình ở trong 10 điều thiện thì thân hoại mạng chung đức thế tôn nói rằng cái xác thân đó vứt bỏ ở bên gọi hoang đồng trống nhưng mà thần thức của người đó vẫn du du tự tại đến các cõi trời yeah. chúng ta thấy đó là đời sống của thức tụ đó là chúng ta hiểu cái cấu trúc này hiểu cấu trúc này chúng ta mới thấy được đời sống thức tụ như thế nào hôm qua nội dung bắt quan cai thầy có thầy có, có, có hướng dẫn cho đại chúng ở đây nghe một cái bài pháp về trường hợp của một cái người ni ngoại đạo xuất gia thời của Phật mà cái phái đó là cái phái tịnh khẩu bà thấy tôn giả xá lợi phất đang ăn bà mới hối là tôn giả tại sao tôn giả ăn phải không tôn giả đang ăn đại khái vậy đó thì bà mới nói rằng á vậy thì vậy thì tại sao tôn giả lại tại sao ngài lại lại cúi mặt mà ăn chữ cúi mặt mà ăn ấy là người ta chỉ cho là làm những cái việc bất chánh để mà nuôi dưỡng thân mạng rồi à, ngài nói hay là bà nói ngài nói không ta không cúi mặt mà ăn bà mới nói vậy thì có phải ngài ngứa mặt lên trời ăn nó không ta cũng không ngứa mặt lên trời mà ăn Bây giờ ngứa trời đó là xem thiên văn à, rồi, rồi nhìn vào bốn góc mà ăn như bối toán sinh <laughs> hại như vậy à, Bối toán xem tướng mạo à, Những cái điều như vậy để cho có lợi dưỡng Để nuôi sống Thì tất cả những điều đó chúng ta thấy rằng là Bà sau đó Bà bà mới nhận ra rằng Chỉ có sa môn thích Tứ. Là những người có phước báo Cho nên à, Bà mới tán tháng Bà nói đời tứ của sa môn Gautama là những là ruộng phước cho nên thế gian này ai muốn cầu phước thì hãy tìm tới sa môn thích tứ thì ngôi đạo hoặc khởi tâm tật đố họ nói cái bà này nay dở hơi làm những việc phán bội với đạo lý của họ cho nên họ mới giết bà và thế tôn nói rằng thần thức của bà rời khỏi xác sinh lên ở trên cõi trời đấu xuất bởi vì có cái niềm tin chân chánh với tôn giả sa đạo phật nên chúng ta hiểu cái thân thức tụ đó thức là phân biệt. Ví dụ như bây giờ chúng ta chúng ta đang sống và chúng ta phân biệt. Mà khi cái cơ thể chúng ta nó bị vô thường hủy hoại, nó bị hư chỗ này nó hư chỗ kia nó chết chỗ nọ. À, thì lúc đó nó đỡ lại những cái cả cái nó đỡ lại cái, cái tức là nó đỡ nó duy trì sự sống thì buộc nó phải căng thẳng, cơ thể rất căng thẳng, nó phải vượt qua một số chướng ngại để nó duy trì mạng sống thì trong khi mà nó vượt qua đó nó đỡ lại chúng ta một cái trạng thái tâm chúng ta nó xúc vào cái trạng thái là nghịch cho nên chúng ta thấy mình rất đau đớn mình rất đau đớn nhưng mà đau thì đau cho vui thôi à, chứ cũng không đau bằng cái lúc mà chúng ta chết mà khi chúng ta chết thì lúc đó là thần thức chúng ta nó đau đớn ở thầy cớ cho các vị nghe một chuyện nữa để chúng ta hiểu thêm vừa à, rồi có một người phật tử có người con làm bác sĩ và khi cô bị xuất huyết bao tử xuất huyết bao tử truyền vô 21 bịch máu mà không thể sống được không thể không thể cầm máu được và họ đưa cái thuốc vào ở trong bao tử họ mới xịt lên ở trên thành bao tử những cái chất gì đó đến nó hàng lại tạm thời máu ngưng lại không cháy nữa nhưng nhưng mà sau đó họ biết rằng là làm bắt đầu là máu nó sẽ tràn ra trở lại thì cái thuốc đó nó tan thì máu nó sẽ nó sẽ nó sẽ chảy ra lại, lại và máu cứ ối ra ối ra và nghẹt mũi nghẹt miệng thì người nào sẽ chết ngột cho nên xử lý của họ là họ đưa cái ống vào ở trong bao tử ở trong trong phổi để cho thở và họ cho cái máy hút và hút máu ra và họ cho cái thuốc gọi là giảm đau cực mạnh và ở trong cái thuốc đó nó làm cho người ta ở trong trạng thái là hôn mê ngủ như là một người không có tri giác và khi mà à, à, nó nó cho cái thuốc vô làm cho cái tim nó ngừng từ từ lại khi cái tim ngừng từ từ lại thì bắt đầu là hết thở là chết thì lúc đó thầy đi thầy có đi tiếp dẫn thầy có thầy có hỗ gia đình là có nên hay không có nên làm như vậy hay không thì gia đình Giống như đó có một cái sự quyết định tại vì mấy người con là bác sĩ mà họ mà nghe cái cái, cái 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 môi trường à, cấp cứu của họ nữa Cho nên họ mới quyết định như vậy thì thầy cũng không nói gì được thầy cũng không muốn nói gì hơn môi đó không phải là môi trường dễ dỗ nhưng mà thầy nói thầy có nói là Người, người mất này á họ sẽ tồn tại tiếp tục trong vòng 14 ngày thì uh, mấy người kia mấy cô, họ không hiểu tại sao thể nói như vậy nhưng mà khi khi chết xong thì lúc đó là là cái thần thức của của cái người mẹ vừa nói đứa con trai nó là mẹ oan và Đức đứa con gái bác sĩ rửa bác sĩ nó đều biết rằng mẹ nó đi ra đi vô trong nhà lúc à, lúc đó bắt đầu nó mới kinh hãi nó mới hối thầy nó nghi đông nghi tay nó nghi rằng là 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 có lẽ rằng là do nó đưa cái tên mẹ nó tên mỹ mà mẹ nó thường hay khấn phật là tên việt có thể là thầy khấn theo tên mỹ cho nên mẹ nó không có hiểu có chiêu cảm được nên nó không hiểu tại vì ở đây là một cái nền khoa học cấu trúc của khoa học đơn giản là gì là khi người ta nằm người ta ngủ trong trạng thái hôn mê người ta ngủ như người ngủ thôi thì thức nó ở trong cái trạng thái không khởi nó không có biết được đó, là nó chết không biết được là là đó là cái môi trường thân mạng mà nó phải rời bỏ thành ra nó ở trong cái trạng thái vô thức rồi khi mà nó thức dậy thì nó thấy xác nó không còn nữa cái xác là người ta dọn đi rồi bây giờ làm sao và nó bám ở trong cái cái thân đó nó bám nó bám ở chỗ cái điểm nào hơi ấm không còn nữa thì nó sẽ bám một chút xíu cái hơi, hơi ấm vi tế ấm vi tế này nó, nó, nó ngưng tụ ở một cái chỗ nước của rất là trong như nước như trời lạnh nước mũi chảy xuống vậy đó nước mũi đó và 14 ngày sau á thì lúc bây giờ nó sẽ đi ra nó đi ra nó đi ra ở chỗ mũi hoặc là nó ra ở cái đường sinh dục của nam hoặc nữ chôn trong lòng đất thì nó vẫn phải đi ra theo con đường đó nói như thiêu thì sao thiêu thì nó sẽ bám vào nó chuyến sang một cái dạng ngưng tụ một chút xíu ở trên tro và nó vẫn ở trong đó 14 ngày à, cái, cái đó là cái thức á, đời sống của thức thành là các người họ bị chết oan á, họ bị chết uống á, họ không siêu thoát được họ cứ thang vang họ chấp trong đó họ làm ngã quý cả hàng ngàn năm Và ai mà làm trái ý họ là họ săn lên họ gây ảnh hưởng mà họ ở lâu thành hầu thành quý quý lão làng quý tổ tiên cho à, nên đó chúng ta hiểu cái cấu trúc của, của của, thức nó tội nghiệp như vậy mà chúng ta có được thân người chúng ta nghe được những lời này đây là điều may mắn của chúng ta còn các vị thái đó khoa học bác sĩ đó hôm bây giờ bắt đầu chạy theo thầy hỏi thứ giờ làm sao làm sao và thầy nói rằng chỉ có những giải pháp mà cái người đó là phật tử của thầy mà họ giao phó cái sức khỏe cho con của họ là một bác sĩ họ không có giao cho thầy họ không giao thầy quyết định những tình huống đó thầy chỉ là người quyết định về mặt nghi thức tôn giáo còn là quyết định cái người đó hạnh phúc tái sinh như thế nào á thì họ không có biết, họ không hiểu. Nhưng mà nếu như mà đến mà gõ mỏ cốc bèn cốc bèn thì cái đó có gì khó khăn đâu, cái đó thì chỉ cần một ngày là biết là gõ rồi, đâu cần gì phải, phải nghi, phải nghiên cứu và thiền định mấy chục năm mới nhận ra được. Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái cấu trúc là sách danh danh sách duyên thức nó như thế nào, danh sách duyên thức nó như thế nào, là chúng ta sẽ hiểu cái cấu trúc đó chúng ta nhìn chúng ta biết như thế nào và cái cái người mẹ khi bị như vậy thì cái quyết định của thầy là chỉ có chỉ có dùng những cái pháp ấn phu qua để mà ngăn chặn không cho cái thần thức nó đi xuống không cho thần thức đi xuống chỉ có giữ lại trên đỉnh đầu và đi ra thôi thì nếu như thần thức mà nó khởi sân á mà nó đi xuống cái đầu gối đi qua cái xúc xanh thì nó, cái đầu thay làm những con thú nhỏ nhất chơi xung quanh cái bệnh viện đó và sẽ không có cái thần thức có thể đi lại đi về nhà để mất cho con cái biết đâu tại vì nhờ thằng thức nó ra đến đầu cho nên nó mới có một cái năng lực là di chuyển được một chút tự tại như vậy à, những điều như vậy giờ đây chúng ta thấy này là max à, hòa hợp ba sự này sinh xúc đó là câu thứ hai hòa hợp ba sự là gì là max à, là cái cái vật nó nhìn thấy và cái thức nó khởi lên cái khả năng phân biệt khởi lên ba sự này nó hòa hợp hòa hợp trong một cái môi trường vô hình môi trường vô hình hòa hợp lại thì chúng ta nó đối lại cái gì xúc tức là sự cọ xúc sự tiếp xúc mà chúng ta hiểu ấy, là ở trong xúc nó sinh thọ đã có xúc mà có xúc là có sinh thọ mà thọ vừa ý không vừa ý và thọ trung tính Thọ với Thì sinh gì Sinh lạc Sinh lạc Thì lúc bây giờ tham nó theo đó khởi Còn thọ mà không vui Nghịch với cái ý nghĩa của mình Thì chúng ta Tức giận sẽ khởi Còn thọ trung tính Hay là phi khổ phi lạc thì lúc đó vô minh sinh khởi hay là si như vậy ba thọ đều xuất hiện là ba yếu tố là tham sân và si đây là chúng ta thấy rất là đáng sợ thôi cho nên mình nhiều mà thời gian thì đi tìm hạnh phúc ở trên những điều mình gửi. còn bồ tát thì sao cứu giả tùy thuận chúng sinh tức là tùy thuận chúng sanh đỡ tâm nó không có xúc vô ở trong vừa ý hay là không vừa ý hay là hay là phi khổ phi lạc mà tất cả nó được sôi sáng bằng trí tuệ và ở trong mắt của người tu thiện pháp đang sinh hay là ác pháp đang sinh và pháp sinh như vậy người hành hoạt như vậy sẽ xu hướng vào đâu đọa vào đâu và chúng ta nhìn rất là thoải mái chúng ta làm rất là nhiều việc nỗ lực rất nhiều việc mà chúng ta tránh cái gì gọi là buồn phiền tức giận thậm chí chúng ta xây một cái ngôi chùa thật to bữa sau nó cháy mất chúng ta cũng mỉm cười tại vì cái duyên nó cháy là nó cháy vậy thôi tất nhiên mình không phải đi đốt nó nhưng mà chúng ta cũng tránh cái liếng tuyết những cái công đức mà mình đã làm bởi vì sao bởi vì đó là cái nguyện lực thì nó không có tính số nguyên lực thì không có tính. Chúng sanh độ tặng phương chứng Bồ đề chứ không có chuyện rằng độ bao nhiêu người rồi mới chứng Bồ đề. À, chúng ta thấy hai cái thế giới tư tưởng nó khác nhau hoàn toàn từ cấu trúc này. Nếu chúng ta không hiếu chỗ này, chúng ta cứ mình cứ đi tìm kiếm cái cảm giác hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ở trong con mắt mình nhìn thấy. Bắt đầu là nó sáng sinh ra gì? Là đi du lịch. Phải không? làm lụng một năm để dành dụng tiền của thật khổ, Với nào là lên kế hoạch địa điểm này chỗ kia, à, anh muốn làm sao khách sạn sao tìm hiểu, tới ngày tới giờ nhà trẻ lớn bé dẫn xác đi, <laughs> dẫn xác đi à, tới chỗ đó rồi nhìn 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 nhìn, 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 nhìn rồi, kiếm chỗ anh anh vô à, anh vô à, và có những người họ khổ đau quá và cuối quá họ muốn có một kỳ du lịch cho nó thay đổi không khí, Thì họ cũng đi nhìn nhìn vậy, đó. xấu khen ấy, họ tiếp xúc xấu trần, họ không hiểu rằng cái gốc của đau khổ nó không phải không phải từ từ một nó nó giải tỏa được từ một cái chuyến du lịch, đó, không phải mà cái gốc của đau khổ là bây giờ nó có hạnh phúc là bây giờ nó được thay thế và số khen của mình nó thay bằng cái trạng thái xúc mới Và cái xúc đó là cái xúc vừa ý nhưng mà vạn vật vô thường mình không thể nào mà đi rong chơi suốt đời được cho nên mình vẫn phải mình vẫn phải 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 phải, phải ngừng lại để mình làm ăn tiếp ừ. chỉ có những kẻ rong chơi suốt đời ví dụ như bây giờ như bùi giáng bùi giáng ông là một cái người có cái tư tưởng triết học và ông 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 rong chơi suốt đời à, và ông đùa giỡn với thời gian này nhưng mà cuối cùng ông vẫn ở trong sanh tử ông không phải là người buông xuống gánh nặng chúng à, ta mang gánh nặng lên vai chúng ta đi trên mặt đất và họ không có cái lối thoát họ nghĩ rằng như thế là họ buông bỏ được chỉ có đức phật mới là người biết cách buông bỏ rồi đã buông xuống gánh nặng đặt xuống gánh nặng và gánh nặng đó là do sự sai lầm nhận thức của chính mình và hôm nay chúng ta học cái Tí tuệ của Đức Phật để chúng ta nhận thức sai lầm của mình để mình buông bỏ cái này người như vậy gọi đó là người hiếu về Đức Phật như vậy thì chúng ta thấy cấu trúc này mắt ở đây chúng ta định hình phải không chúng ta định hình là mắt và sách à, mắt con mắt và sách nhìn thấy thì chúng ta gọi ra là thế giới của chữ sách được chưa rồi thọ tướng hành thức tức là thọ là cái cảm giác phải không rồi cái cảm giác này là bây giờ như thế nào? Nó thoải mái, nó thích thú hay là nó ngon hay là nó không ngon, hay là, nó âm thanh hay hay là không hay. Thì lúc đó là chúng ta chúng ta gọi là gì? Là cái cái đó là là, là tướng, tướng là khả năng nắm bắt tín hiệu và đẹp tên của thân bạn chúng ta. Nó nắm bắt tín hiệu và nó đẹp tên là cái gì? Ừ. Và nó đẹp sao thật hay đặc thật hay hay tới mức mà người ta nhớ chẳng hạn như uh, ngày xưa ta nhớ có cái bài thơ gì mà ông nào làm quên mất hả yeah. uh, bài thơ mà quân tại tương gian đầu đó. bài thơ đó là nó buồn cười nhất uh, quân tại tương gian đầu thiếp tại tương gian vĩ uh, tương tư bất tương kiến đồng ẩm tương gian thủy À, chàng thì ở đầu sông tương Tiếp thì ở cuối sông tương tương tư bất tương kiến thương nhau mà không thấy nhau không thấy mặt nhau à, và đồng ấm tương gian thủy là cùng uống nước trên một dòng sông nó mới đau chứ <laughs> cho, nên, cho nên chồng thì ở đầu sông tương vợ thì cuối sông tương ngày nào cũng uống nước dòng sông tương mà không thể gặp nhau đó là cái khổ của gì của ái biệt ly à, vậy mà người ta người ta làm một bài thơ như vậy để người ta mô tả cái tâm trạng của họ và nó tạo nó miêu tả được cái sự yếu lê trong cuộc đời. thành ra là chúng ta lại lại thường hay nhớ tới. Chúng ta hiểu ở đây như vậy thì cái khả năng nắm bắt tín hiệu và đẹp tên, khả năng đó thuộc về tướng và nhiều tín hiệu, nhiều tín hiệu nó tạo thành một cái hình hài, một câu chuyện. Ví dụ như thế này là đưa bằng tay thế này ngang đây các vị thấy ha để muốn đưa lên cao nhấc 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 lên không thì con người mình nó giống như là cái phim chạy chậm vậy đó và mỗi trạng thái thì có một cái hình riêng và cái khả năng nắm bắt tín hiệu và đặt tên này bằng tay thời ngang đó ngang đó ngang đó ngang đó như vậy nó kết lại thành dòng mà tự nhiên mình đặt cái động tác là từ đây tới đây ví dụ thế này ha từ 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 ở nhà các vị đến ở đạo tràng học pháp là con đi đến đạo tràng học pháp cũng đi như vậy thì tại hội đi là là gì như thế nào gọi là đi đi nó có hay không giờ thì một một chân đứng và một chân bước có phải là đi không nếu như cái chân đứng thì chúng ta gọi là đã đi rồi đã đi rồi thì sao gọi là đi được còn cái chân cái chân mà chưa đi có đi hay không nên chưa đi thì làm sao mà có đi cho nên đã đi rồi không thể gọi là đi mà chưa đi cũng không thể gọi là đã đi chỉ có đang đi có đi, đang đi thì một chân là đứng và một chân là bước. Một chân đứng là chân đã đi rồi. Còn chân đi, chân bước kia là cái chân đang thực hiện động tác đi. Như vậy cái động tác vừa vừa nhấc chân lên gọi là đi hay là nhấc lên cao gọi là đi, đặt chân xuống gọi là là đi. Và chúng ta tìm không thấy, không thấy đâu trong động tác đó là động tác đi. và cái 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 hình thức giả tạo của các pháp nó đang huyễn hóa chúng ta đặt tên nó là gì trạng thái từ chỗ này đến chỗ khác di chuyển như vậy rời khối cái không gian vị trí chúng ta gọi là đi như vậy đi đó chính là gì là giả danh nó là giả danh cái giả danh đó là do cái gì hả giả danh đó là do tướng chúng ta khái niệm đặt tên và nhiều cái khái niệm đặc tên như vậy nó biến thành câu chuyện ở cuộc đời và nó trôi thành dòng cái dòng chảy này nó rất là mạnh nó tạo thành một cái quan điểm riêng mà chúng ta gọi là kiến bọc lưu và chúng ta thích thú trong đó gọi là ái bọc lưu à, mà chúng ta tối tăm không hiểu được đó. nó chỉ là sự đang xen mù mịt của dương khởi và nhân quả chúng ta gọi là gì hả là vô minh bộc lưu và chúng ta lại cho rằng đó là của ta chúng ta không muốn rời vợ ta con ta anh ta em ta tất cả là của ta chúng ta không muốn rời đây gọi là gì hả là ái là là hữu bộc lưu bốn cái sức mạnh này ở trong một dòng chảy nó nhấn chìm tâm chúng ta trôi lên từ vô lượng kiếp chịu vô số khổ đau cái đó là điều mà chúng ta thấy là kinh hãi vô cùng cho nên chúng ta học đạo đến cái chỗ nó sâu xa như vậy á rất là khó hiểu quý vị rất khó hiểu và nó cho chúng ta rất nhiều an lạc hạnh phúc còn còn không không phải đạo phật là chỉ đến bàn thờ chúng ta đến chúng ta lạy rồi chúng ta làm công quả rồi chúng ta lễ sáng mấy bữa đó chúng ta tổ chức phật đáng vu lan rồi chúng ta hô hào chúng nhà bếp chúng ta nấu ăn uống phiền não đủ thứ hết đó là cái nghiệp sống của hữu tình mà chúng ta đang sinh hoạt trong nền văn hóa điều đó đức thế tôn không quan tâm đó là việc của chúng ta chứ không phải là việc của ngài dạy chúng ta ngài dạy chúng ta là đến cái chỗ tuệ giác biến mạng biến tri hay là phát sinh nhãn trí minh giác để thành tựu giác ngộ cho nên đối với pháp khổ chưa từng được nghe đối với pháp tập pháp diệt và pháp đạo chưa từng được nghe thì hãy nỗ lực mà nghe nghe ở trong đó sẽ đạt đến chỗ nhãn trí mình danh cái điều đó là điều mà chúng ta có làm được ở trong cái kiếp này hay không có một người con thật là xinh đẹp trai tráng khỏe à, tướng mạo ngon lành à, hiếu thuận với mẹ vô cùng và người mẹ thương xót vô cùng giống như là mình sinh ra đời một biểu tượng vậy đó và suốt ngày suốt ngày cứ ngắm nghĩa cậu con trai vừa đẹp vừa ngoan ngoãn của mình vừa dối gian của mình à, vừa vừa có những cái đời sống mà thở thao thở dục một tâm hồn lành mạnh trên kính dưới nhường rồi cậu ta chạy xuống biển ở Long ở Nam Cali này á chạy xuống biển Long Beach sáng sáng chạy thở thao chạy vấp cái vấp cái chân cái đập đầu vô cái cái cái, cái hòn đá nhỏ nhỏ ở bên bên biển vỡ đầu trên mặt Nên là vừa gặp thầy coi như là đứng khóc giống như là đứa trẻ nít vậy là cô không chấp nhận cô không chấp nhận nổi thưa thầy nên thầy nói chấp chấp nó cũng dạy thôi cô ơi à, cô chấp không chấp cô cũng phải chấp mà bây giờ cô chấp à, cô thầy hỏi cô có chấp nhận nổi không nói không để giờ thưa thầy chỉ cho con cách giải thoát à, thì thầy nói cô cô xuống ở chỗ đó cô cũng chạy vậy là cô đập đầu vô đấy là cô giải thoát liền Đứng, đứng ngớ cái mặt ra Ô, sao, sao, sao 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 thầy nói con vậy thầy nói trên đó là cách giải thoát con của cô nó giải thoát rồi đó thì lúc đó là im ru đi mất ừ. như đi gặp mà có những cái vị khác thì họ nói ngọt ngào lắm có thể là cúng dường nhưng mà đối với thầy thì sao đó là cái sự cái sự vô minh hết chỗ nói cái ái chấp hết chỗ nói nếu như không có những cái lời lẽ mạnh mẽ như vậy á, mới thấy ra mình là mình là suy si á, thì không bao giờ là mình giải thoát được chừng nào mình thấy mình dại dột ở trong sanh tứ à, mình thấy mình có lỗi rất nhiều với chính bản thân mình thì lúc đó mình mới biết cách là tìm cách nào đó mình cứu vớt bản thân của mình cứu vớt cái tâm mình đừng để cho nó đọa nữa và mọi người chúng ta tự cứu vớt mình chứ không có thể nào ai cứu vớt mình đâu chí thân như cha với con cũng không thể nào mà mà, mà cứ vớt được hay là chịu chịu tội cho nhau được đâu. Tại sao? Vì đơn giản cái tâm mình nó tạo ra thì nó in vào trong lòng một cái dấu ấn của nhân quả, mà dấu ấn nhân quả thì nó theo duyên nó hiện khởi thôi. Cho nên đây là đời sống thức tụ. à, Giờ đã chúng ta hiểu phải không? Như vậy thì những cái gì mà chúng ta thấy trên năm giác quan hay là sáu giác quan chúng ta gọi là sắc còn thọ tướng hành thức chúng ta gọi là danh. Danh như vậy, uh, danh sách uh, danh sách như vậy làm duyên sanh ra là thức phải không? Gọi là danh sách duyên duyên xúc. Chúng ta hiểu là danh sách duyên xúc rồi phải không ạ? À? à? danh sách duyên xúc. Vậy thì bây giờ chúng ta tu chỗ nào chúng ta tu làm sao? Chúng ta giữ mình ở trong cửa chùa để chúng ta bớt xúc những cái trần lao điên đảo thành ra cái pháp xuất gia vẫn là tối thượng hơn rồi à, chúng ta vào chùa không phải rằng chúng ta thành phật liền mà chúng ta gì à, chúng ta nương theo cảnh phật để chúng ta bớt đi cái trạng thái tiếp xúc ở trong 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 cuộc sống thế tục thì tâm chúng ta nó sẽ tốt hơn hoặc Phật tử chúng ta nâng nổ đi chùa làm công quả tạo phước ở trong chùa rồi chúng ta giữ những cái khóa lễ chẳng hạn như là lễ sám bác quan trai những khóa lễ tụng niệm hàng đêm hoặc là chúng ta phát tâm giữ giới bác quan trai chúng ta giữ một ngày một đêm theo cái sự chí dẫn của thánh giáo mà chúng ta phát nguyện thọ lãnh như vậy thì ở trong cái ngày đó ở trong cái khoảnh khắc đó ở trong cái thời gian đó chúng ta đang gì? đang đang hình thành một cái đời sống thức thánh thiện. Một cái đời sống thức thánh thiện nó không thế nào mà nó ở trong cái môi trường khổ đau được. chẳng hạng như bà du Đà la, xin lỗi là hoàng hậu Maya. Bà nhờ công đức sinh ra cho đời một vị thánh nhân một đấng một đấng toàn giác công đức đó ở thế gian này không có chỗ nào xứng đáng để bà hướng bởi vì sao bởi vì cả thế gian này cung phụng cho bà đi nữa để đền ơn đó nữa thì chúng ta cũng hiểu rằng á là chính bản thân của bà nó cũng có những cái nỗi khổ mà người khác không thể chịu thay chẳng hạn như là khổ do đối do khác do bệnh tật hoặc là do muối mồng kén đốt những cái khổ đó người khác đâu có chịu khổ dùm cho mình chỉ có thân của thiên nữ trên cổ trời đau lợi mới không có đối diện với những cái khổ ở cõi này đó là cái nơi xứng đáng mà công đức của bà lãnh là gọi là, 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 là thỏa hướng cho nên tự nhiên bảy ngày sau bà phải chết thôi và quá nhiên thần thức của bà sinh thánh cõi trời ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rằng à, cái vấn đề sinh và tứ nó y như là một cái giấc mộng vậy thôi và ngay khi người chết họ ra khối xác rồi họ cũng không có biết cái xác đó của họ mà họ có thể nhìn nhìn họ thấy họ không đi được họ không siêu thoát được thì họ vẫn nhìn vẫn thấy họ vẫn thấy rằng anh là tại sao mọi người à, đang làm cái gì đó đang làm cái gì đó hình như đang đang đang, chôn một cái xác nào đó mà họ không biết cái xác đó của họ tại sao nó không biết bởi vì cái biết nó diễn ra trên sự có mặt của thức nhưng bây giờ năm giác quan nó hư hoại thân mạng nó hư hoại thì cái thức đó không còn có thể là hoạt động được vì vậy cho nên nó không biết chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta thấy sanh tứ nó không phải gì đáng sợ lắm chỉ có điều là chúng ta nên làm gì để mà thoát ra khỏi sự chi phối của nó đây gọi là ha chúng ta hiểu được cái cấu trúc là xúc duyên danh sách cho nên tại sao đức thế tôn khi thành đạo ngài Thái liền ngài liền và ngài nói rằng bởi vì mê lầm duyên khởi cho nên ta bị trôi lăn trong vô lượng kiếp hôm nay thấu triệt duyên khởi thì duyên khởi không trở thành xiềng xích vây hãm ta trong luân hồi được nữa học những cái lời này này là mới đúng là những lời của Đức Phật và nó cần nhiều sớm như các vị học nó các vị thấy đã hiểu được khá nhiều làm sao mình mình thiền á mình ngồi xuống cho mình nhìn thấy cấu trúc này đó gọi là thiền quán cho nên thiền là cả một cái nghệ thuật là một công phu là một sự nỗ lực bằng trí tuệ nếu như mà mà tu lâu mà nó không phát sinh trí tuệ là chúng ta hiểu rằng do chúng ta gì chúng ta trí chúng ta dừng lại trong trí lâu quá mà chúng ta không quán cho nên không sinh trí tuệ có nhiều vị an trú tâm rất là an lành nhưng mà làm việc và phân biệt họ không có đủ sức phân biệt đó là không có phát sinh trí tuệ cho nên trí và quán phải cân bằng muốn liễu ngộ sanh tử là phải có quán nhưng muốn thấy đường thì đầu tiên vẫn phải là trí chí và quán nó giống y như là đôi cánh của con chim bay trong bầu trời tùy theo lúc lúc nào thực hiện trí lúc nào thực hiện quán hoặc là vừa trí vừa quán hay là quán đồ trí như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là danh sách duyên xúc nội dung này nó giúp chúng ta rất nhiều trong nhận thức của cuộc của, của đời sống này rồi ở đây nói tới ý thức thì khác một chút là trong đây các sách mà ý thức phân biệt gọi là sách đó là cái điểm mà chúng ta thấy nó sâu hơn tức là gì là năm giác quan đưa kết quả vào ở trong ở trong tâm trong não bộ thì tất cả cái đó gọi là cái dạng thái là vi tế sách cực lực sách cực khánh sách tức là cái sách vi tế cái sách đó là cái sách nó nó tạo ra sự xung động của thần kinh chứ nó không phải là cái xét ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái bàn cái ghế cái sách nó không chạy vô trong đầu mình được mà nó chỉ một cái hình và nó tạo sự xung động thần kinh thì cái đó chúng ta gọi là xét mà sắc đó chúng ta gọi là pháp đó xét pháp đó. và ý của chúng ta nó duyên ở trên đó để nó phân biệt và khi ý nó duyên như vậy thì và vẫn là gì vẫn là danh sách duyên xúc khi mà ý thức nó đã có mặt ở trên môi trường của sắc pháp thì tâm ý và thức có mặt à, mà tâm tâm ý thức nó có mặt như vậy á, thì nó vẫn tạo ra súc mà súc nào vừa ý không vừa ý hay là súc chung trung tính nó cũng như vậy nó cũng diễn ra và ở trong cái xúc như vậy á, thì đó là cái gì là thọ và con người ta lúc người ta cơ bằng không có cơm ăn áo mặc người ta nghĩ rằng có áo mặc cơm ăn là hạnh phúc người ta chỉ mong được no đủ nhưng mà khi có no đủ rồi người ta lại muốn có cái khác người ta đi làm người ta nghĩ rằng còn một ít tiền để người ta nuôi dưỡng gia đình người ta nghĩ như thế là tốt rồi nhưng mà khi có tiền nhiều hơn thì người ta lại bày ra những cái hướng thụ khác thậm chí rơi vào vòng lao lý bởi vì sự hưởng thụ của mình tất cả động lực đó do tham kiết sự tham dẫn dắt tham dẫn dắt nó mới có những hành vi như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái 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 thọ đó nó không có giống nhau lúc thì mình vừa ý lúc không vừa ý mà cái cảnh này á rõ ràng nhất là hai vợ chồng ở gia đình Um, lúc mà chuẩn bị uh, Chuẩn bị lấy nhau Thì uh, thì Đẹp lắm Ngày nào cũng tặng hoa tặng bông Cô nàng lúc nào cũng làm đẹp Rồi anh Tàng cũng đem hết Những cái ý tưởng đẹp nào đó Để mà, thì mà, mà, mà dân hiến Tán tính Nó đẹp lắm Rồi tới khi lấy nhau rồi nó khác Có một người con khác Có người, hai người con nó khác Cũng cái mặt đó mà buổi sáng nó mình thấy ghét buổi chiều mình thấy thương không hiểu tại sao cái mặt nó không khác cái mặt nó không dài ra nó còn bự lên <laughs> nhưng mà buổi sáng mình thấy khó ưa buổi chiều mình thấy còn thương thương à. lúc mà không uống rượu thấy mặt dở thương mà lúc uống rượu thấy mặt dở ghét <laughs> nó, 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 lung tung như vậy đó tức là là cái tâm chúng ta là nó xúc nó. nó xúc nó khác cho nên cái thọ nó khác Thọ rồi, nó tướng ra nó khác và hành thức nó khác. Tất cả những điều đó đều gọi là danh. Nó nằm trong cái chữ danh thôi. Chữ danh này là tên gọi mà thôi. Và danh sách như vậy làm duyên sanh ra ý xúc, ý xúc. Không phải là ý thức, ý xúc, ý nó xúc. Xúc ở cái môi trường đó thì nó sẽ như vậy. Và túi cùng tế còn khỏe Chúng ta xúc vô ở trong cái môi trường liễu ngộ mạnh mẽ. Phân biệt mạnh mẽ Cho nên tuổi trẻ mình nó phóng khoáng Tới khi á, thời gian Cơ thể chúng ta Máu huyết nó yếu xuống Khí lực nó giảm xuống Tinh thần nó mệt mỏi Thì lúc bây giờ Gọi là các kênh chín rục À mà các kênh chín rục rồi Thì bắt đầu là ý xúc cho nó khác Người già họ có những cái khó chịu khác Họ có những cái bực bội khác Họ có những cái suy nghĩ Mà không giống tuổi trẻ đặc biệt là gì là họ xúc vô trong quá khứ cho nên người già họ thường hay hồi tướng quá khứ à. và tuổi trẻ thì lại mơ ước tương lai à. còn thực tại á, thì chúng ta đi như những bóng ma trong cuộc đời mà không có chánh niệm tin thức cứ <laughs> mở mắt ra chạy đi kiếm cái này cái nọ à. rồi tới khi nằm xuống ngủ cứ như những đàn kiến vậy đó sáng ra khối hang chạy đông chạy tay thành dòng cái bày ra cái, cái, nghiệp này bày ra duyên kia rồi tương tác lẫn nhau có hai chục người bày ra tổng giám đốc rồi giám đốc hồi xưa tài nhớ Tây sơn có một cái cái chỗ cái nhà, nhà máy phân vi sinh mà tài không biết đúng hay sai là có anh phật tử nói với thầy á nói thưa thầy ở đó chỗ đó là có 14 người làm việc mà tổng giám đốc phó tổng giám đốc và tất cả là 12 cán bộ chỉ có hai công nhân mà thôi <laughs> tại cứ ngồi tại cười hoài thôi công nhận nhưng mà ở trong đó nghe tới cái chữ tống tống gì đó là chúng ta khoái chí và chúng ta nỗ lực làm bán mạng nó ship vào hạng ABC nữa nha trời ơi bây giờ là mình phiền não mình hạnh phúc rồi mình đi mình vươn pháo nhưng mà không biết rằng cái xác thân của mình đó, nó đang bị vô thường nó thiêu đốt mỗi ngày mỗi ngày qua là chúng ta suy kiệt mỗi ngày và dần dần chúng ta tới cái chỗ chết chết rồi chúng ta đi đâu chúng ta không mang theo được một cái gì và chúng ta sẽ trở thành một nạn nhân trước tử thần và chúng ta sẽ thất bại trước hàng ren của tử thần đó là điều đáng sợ nhất trong khi người ta cứ dùng cái tâm trí của họ đôi co với những cái việc nhỏ nhất trong cuộc sống ăn mặc ở sinh hoạt nó có đáng cỡ gì đâu và bản thân của mình cuối cùng đối diện với một cái sanh tử như vậy á, tại sao mình không có lo trước mình không có cân bằng thời gian không có dùng một chút cái trí não mình để mình đầu tư vào một cái thế giới bất sinh diệt như Đức Phật đã thành tựu cho nên những điều đó là chúng ta học rất là thực tế Phật Pháp chúng ta rất là rõ ràng lại nữa Phật dạy cho giáo hối Phật giáo hối phá lệ cũ na rằng là này phá lệ cũ na do thức làm thức ăn mà sinh khởi hậu hữu làm thức ăn mà sinh khởi hậu hữu là sao tức là tâm chúng ta nó là cái tâm sinh diệt này thức làm thức ăn ví dụ thế này chúng ta ăn một bữa ăn ngon Ngày mai chúng ta có xu hướng muốn tìm bữa ăn ngon ra nữa. Và chúng ta sợ là những cái gì đó nó mất ra khỏi tầm tay của chúng ta. Cho nên cái 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 tâm xấu giác quan và ý thức nó cứ đi tìm kiếm cái sự cảm biết đó. Quá trình đi tìm kiếm đó chúng ta gọi là thức làm thức ăn. Và nó không ngừng. Cho yếu tố không ngừng của nó, cho nên khi thân hoại mạng chung thì thức nó trở về với một cái trạng thái rất là vi tế đó là tâm ý giải thức tâm ý giải thức là đời sống kiền đạt phước và năng lực của kiền đạt phước là năng lực đi tìm kiếm một cái sinh hữu mới một cái đời sống sâu chúng ta gọi là tái sinh à, cho nên do do thức làm thức ăn mà sinh hậu hữu thức này là gì đó là kiền đạt phước cũng giống như chúng ta như thế này chúng ta gọi là con người con người là con gì con người là con người ông Plato ông định nghĩa con người là một loại động vật đi hai chân và không có lông <laughs> ông định nghĩa vậy đó à, tên có người ta bắt con gà họ nhổ hết lông họ cột cái da vô cổ dắt đi trên đường phố và người ta nói ô hay anh giết con con gà đi đâu vậy anh ta nói đâu có tôi đang giết con người nói, con người gì kỳ vậy nó con người là con vật đi hai chân và không có lông theo định nghĩa của nhà triết học ra tông <laughs> cho nên, đó, cho nên đó là là một con người thông thái triết học mà ông nói những con ngớ ngẩn cho nên không phải là đang đang xuất thế không phải là là đang vô lậu cho nên ở trong cái cái, cái phạm vi triết học tư tưởng của nhân gian nhưng mà chúng ta muốn làm đỡ tử của mấy ông đó cho nên chúng ta ráng đi học à, chúng ta đi học mấy ông phương tây chúng ta thành tựu cái bằng uh, tiến sĩ gọi là triết học phương tây à, rồi đi tìm mấy ông khổng tứ lão tử tìm phương đông gọi là triết học phương đông và chúng ta ngồi chỗ nào đó thì chúng ta gọi là triết gia <laughs> đó. chúng ta thấy không là tất cả thế gian là nó vậy đó mà cái ông triết gia là ông phải ngồi chỗ đó chỗ kia chứ ông không có ngồi chỗ đó chỗ kia là ông thích rồi cái người sau là đi theo à, nhưng nghe ông triết gia nói chuyện đưa tiền cho ông và ông được ở trong một cái vị trí tôn kính rồi cuối cùng á, ông là người thất bại trước hàm răng của tử thần ông đứng đó tử thần tới ông đứng đó mà ông triết cái nó đi <laughs> đó, đó, là đó là chúng ta thấy là mình sẽ chết cho nên à, mình à, ở đây ta nói rằng cái tâm bất sinh chứ không phải rằng nó là ai hiện tượng sinh và hiện tượng diệt là tự nhiên vì ai cũng phải hủy diệt mà thôi chứ không phải mình tu theo Phật mình không chết nhưng mà cái tâm bất sinh đó là chuyện quan trọng còn mình cái cơ thể thì nó sinh diệt là đương nhiên nhưng mà tâm mình nó sinh diệt cho nên mới sinh ra khổ đầu là kiền đạt phược đó rồi kiền đạt phược kiền Đạc phược này nó hòa hợp thành tự thở ít lạc lam kiền đạt phược này á nó là là danh phải không à, tên gọi và đi vào ở trong tự thế kiết lạc lam tức là đầu thai khối hòa hợp tự thở yết lạc lam này gọi là sách tức là cái bào thai ấy, ở trong bụng mẹ rồi sách rồi thọ tướng hành thức ở trong bụng mẹ như thế nào à, đứa bé này nó tiếp thọ cái môi trường gì nó thở nguyên khí của mẹ rồi nó lấy máu huyết của mẹ nó sống rồi nó bị ảnh hưởng trong cái môi trường nó như thế nào thì lại gọi là thọ tướng hành thức à, và từ đó mà sanh gọi là là danh khi ấy danh sách câu sanh tác ý phi lý Cái đây là điều là điều khó hiểu này vì ở trong môi trường bụng mẹ khi ấy danh sách danh sách câu sanh tác ý phi lý tức là tác ý tham tác ý sân tác ý si trong đó phi lý nó làm duyên và nó sanh khởi xúc ở trong thai tạng mẹ bởi vậy cho nên uh, ai hiểu điều này á uh, chúng ta sẽ biết chúng ta hiểu tại sao mà một người mang thai mà họ tụng kinh địa tạng họ chép kinh hai vợ chồng tụng kinh hai vợ chồng chép kinh giữ tâm lành thánh thiện sống thuận thảo và sám hối thì cái đó là, là là là, hai người sống ở trong cái tâm thức thanh tịnh trang nghiêm như vậy thì tự nhiên cái đứa bé ở trong đó bắt đầu làm sao à, nó câu xanh vào cái môi trường phước lấy ra nó bị tật nguyền lấy ra nó bị khiếm khuyết nhưng mà bây giờ do tâm nó câu xanh trong môi trường phước cho nên nó gom những cái hạt giống phước lại và nó chuyển sang một cái hình hài không có còn là gì tật nguyền sức mẽ nữa à đó là chúng ta hiểu cái... <laughs> xin lỗi chúng ta hiểu cái cấu trúc nó như vậy thì chúng ta mới biết tại sao còn nếu không chúng ta nghĩ rằng đó là thần thoại à, hay là thần thánh. Không có thần thánh chút nào. Đó là một cái nguyên lý tự nhiên. Mà người có trí thì biết dùng cho mình. Còn không có trí thì tự hại mình thôi. Và Đức Phật chỉ là người khai thị. Cố thầy, quý thầy cứ nói rằng là à, con tụng kinh cao phước thì con sẽ may mắn. Nói ngàn đó thôi. mà mình có cái niềm tin mà không có hiểu. Cho nên mình tin mình làm theo trí thành bây giờ đây mình đạt cái chỗ là tính giải tức là mình tin và mình hiểu tại sao nó như vậy thì đến đến ở cái cái mức đó thì chúng ta sẽ hiểu cái chữ là về là xúc danh sách duyên xúc nó khác rồi hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu là những cái trạng thái bào thai nó phát triển ở trong bụng mẹ như thế nào với cấu trúc là danh sách duyên xúc nó sẽ phát triển là cho nó tại vì cái duyên xúc ấy là cái môi trường như thế nào mà chúng ta gọi là thai giáo ngày xưa nho giáo người ta đặt ra theo cái phép tích nhưng mà đôi hiếu sâu tới cái chỗ là sự vận hành và sinh ra một đứa trẻ phát triển lên trong bụng mẹ như thế nào và thầy có nói với đại chúng nếu như muốn làm cho một dân tộc hạnh phúc thì hãy bắt đầu những đứa trẻ trong bụng mẹ cho hạnh phúc làm từ chỗ đó, từ điểm đó làm thời gian năm 50 năm sau nó sẽ thay đổi toàn dân tộc bởi vì sao bởi vì mà những điều đó là hoàn toàn là mình có thể làm được mình biết làm nhưng mà chúng ta thấy tại sao không được vận dụng những truy kiến tuyệt vời đó đơn giản là do nghiệp lực vô minh của con người chúng ta họ không muốn làm những điều có lợi cho họ mà họ chỉ đi tìm cách là khắc phục những cái lỗi lầm ở trên cái ngọn không thấy cái gốc rễ sinh ra từ đầu Thì cho dầu có các tỉa cành lá bao nhiêu đi nữa thì cái rễ nó vẫn đâm chồi theo hướng đó. Thành ra hôm nay chúng ta dừng ngắn đây ha A Di Đà Phật. Các vị nghe có có hiểu được không, có ném được không? À, mỗi bữa một chút như vậy thì um, chúng ta tăng trưởng kiến thức dần 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 dần. Dấu sau đây nữa thì tại vẫn mong các vị cố gắng đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại ở trong giáo lý ở trong chữ để chúng ta xem là mình hiểu được bao nhiêu rồi khi vào đọc học thì thầy sẽ khai thác và đưa ra những cái vận dụng thực tế hơn thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn Hay như đạo Phật hôm nay chúng ta dừng ngang đây dạ thầy ơi cho con hỏi được không ạ à? à, vâng con hỏi đi à dạ hôm trước thầy có giảng là khi mà cái tâm nó tư câu sanh với lại tham sân si thì cái thức nó cũng sẽ đi theo tham sân si. Vậy thì trong cái tình trạng này nó sẽ khác với cái tình trạng mà mình bị thủy miên Mà khi mà cái thủy miên nó khởi lên uh, những cái nó ẩn tàng trong cái là giá thức của mình nó sẽ khác biệt như thế nào thôi. À, vâng, um, cái uh, thủy miên chứ không phải là thủy miên. Dạ. Yeah. Cái chữ thủy miên là thủy miên là nó trạng thái ngủ. Còn tùy miên á nó là một trạng thái hoạt động mà mình không có thấy ví dụ như tâm mình nó như một cái mặt nước đi ha một cái một cái tảng băng hay là cái mặt nước ở trên nó lững lờ như vậy á nhưng mà ở dưới đó nó có cái dòng chảy ngầm cái dòng chảy ngầm đó chúng ta gọi là tùy miên mà tại sao nó có cái dòng chảy ngầm đó tại sao nó có cái dòng chảy ngầm đó là bởi vì cái quá trình trước đó chúng ta đã chúng ta đã tạo ra nó và nó có khả năng chi phối nhân cách của chúng ta cho nên chúng ta đang nghiên cứu là thức gọi là, là, là danh sách duyên xúc á chúng ta đang nghiên cứu ở cái, cái mạng đó nhưng mà chúng ta chúng ta thấy là cái cấu trúc tiềm phục ở dưới này nó như thế nào nó vẫn có khả năng chi phối ví dụ như bây giờ một người tật nguyền mà họ tạo ra một cái nghiệp chẳng hạn như là làm cho người khác tật nguyền đi, thì khi họ sinh được làm người, à, súc á, nó, nó, nó 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 duyên vô và tạo ra môi trường mẹ cực tốt nhưng mà cái cái khả năng tật nguyền của họ vẫn phải chịu, nhưng mà nó chịu ở trong một cái mức là cái mức dám nhẹ hơn rất nhiều, dám nhẹ hơn rất nhiều, cũng giống như là cái hạt giống. Á, nhiều khi nó 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 mất đi cái năng lực nấy mầm mạnh mẽ của nó cho nên trong đạo Phật mình nó có cái pháp sám hối đó tức là cái pháp thay đổi thay đổi là thay đổi thay đổi cái gì thay đổi trạng thái tùy miên đó Nhiều dụ như sám hối sám hối sám hối đó, là chúng ta làm cho cái hạt giống nó bị thiêu chột thực ra sự thiêu chột cũng là một sự thay đổi của nó nếu như đỡ yêu nó thì nó sẽ nảy mầm nhưng mà nó thiêu chột thì nó vẫn là một trạng thái thay đổi Ví dụ như ngày xưa chúng ta thấy không? Chẳng hạn như là là đức Thế Tôn có một kiếp làm tiền thân của ngài, ngài là một người thương thương gia đi buôn vàng. Ở trên thuyền có 500 người. Buôn được vàng rất nhiều. Thì ở trên đó lúc đó có 45 người họ phản loạn. Họ muốn chiếm đoạt hết cái 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 cái, cái, cái thuyền vàng đó mà lúc đó thất tôn tiền thân ngài lúc đó là là thuyền trưởng thì ngài thất tôn có cớ để người ta dùng cái thanh gươm ừ. <laughs> chiếm chết hết như là năm năm mươi tên phản loạn đó nhưng mà ta được cái công đức là cứu bốn trăm chục người còn lại Và ta sống ở trong cái chính nhân chính nghĩa cho nên cho nên khi mà cái kiếp ngài thành phật á, thì lúc bây giờ có một cái cái mũi cái cái, cái cái gươm ở trên trời nó bay xuống nó bay xuống thì lúc đó là ngài a nan thấy cái gươm cứ bay vô người thế tôn ngài a nan giăng tay chặn lại cái gươm đó nó cứ nó bay vô nó né ngài a nan nó bay vô à, đức thế tôn mới nói, nói a nan thấn ra đây là cái nghiệp cuối cùng của ta đức phật mới kéo cái cái cái, cái y hạ lên, đưa cái đùi ra thì bắt đầu là nó mới đâm thẳng vào trong cái đùi của Phật ngã năng rút của tên rút không ra chạy gọi ngày một kiện liêng ngày một kiện liêng dùng đại thần thông rút cũng không ra Đức Phật mới nói rằng là này đó là cái nghiệp cuối cùng của ta chỉ có ta mới giải quyết được nó thì ở đây chúng ta hiểu rằng là cái khả năng sám hối nó thay đổi cái nghiệp tùy miên nếu như mà không có không có sám hối không có tu tập thì thế tôn phải phải trả 45 mươi năm, rồi, rồi, năm cái mạng phải không tại chiếm đầu người ta mà chiếm đầu người ta thì phải trả lại năm cái mạng chứ đó là cái 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 theo cái, thuyết nhân quả thường tình mà thôi nhưng mà cái khả cái khả năng trả quá tự tại của người giác ngộ nó thì khác có những vị a la hán họ vừa chứng đắc Ờ, họ không có muốn nợ cái mạng sống của hữu tình trong vô lượng kiếp họ hóa hiện ra vô lượng thân vô lượng hình hài thì họ trả cái nghiệp sát trong vòng một một phút mà thôi cũng giống như người ta giờ thành tỷ phú rồi bao nhiêu con nợ tới đây trả hết lần à, như vậy thì chúng ta hiểu rằng là cái khả năng tự tại hạnh phúc của các ngài còn cái tùy miên là nó không thể chi phối được nữa nếu mà chưa hả con hiểu trạng thái tùy miên chưa còn bây giờ cái xúc của nó thành thủy miên đó nghe ví dụ như bây giờ mình mình xúc ở trong cái môi trường mà cứ cứ bất giác và cứ phiền não nó hoài, nó hoài nó hoài nó hoài lâu ngày nó vô trong người mình nó theo số giác quan nó vô nó vô nó tạo tạo thành cái thủy miên cho nên hai vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau nhưng mà xa nhau thì nó nhớ nó nhớ nó nhớ cái gì tại nó nhớ cái cãi nhau đó tại vì không ai cãi nó buồn nên <laughs> nó 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 nó, nó, nó như vậy đó cho nên nó 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 lạ lắm chứ không phải đơn giản đâu rồi thậm chí là nó thuyền miên chẳng hạn như là họ quê thầy có một cái cô vợ mà cô nấu ăn thật là ngon ông chồng ông chồng có cái méo hào hoa lắm và bà bà cũng chẳng quan tâm bà, bà cán được mà cũng chẳng quan tâm cái người phụ nữ miền quê nhiều khi họ cũng đơn giản họ cũng không bận tâm nhiều nhiều rồi ông đi ông đi đã đời rồi chừng đó ông về ông vừa ông năn nỉ và ông xin lỗi bà này kia sau đó thầy mới hối thầy nói tại sao chú làm lỗi lầm vậy thì thôi chú đi luôn đi hoặc là tại sao mà chú phải năn nỉ cô nhiều như vậy thì ông ông muốn nói thật ông nói tôi thưa thật với thầy nghe tôi không biết làm sao á là ai nấu ăn á tôi em không có được tôi ra quán tôi ăn cũng không ngon mà tôi tôi ăn không ai nấu tôi ăn được hết á mà chỉ có cái bà vợ tôi bà nấu mà sao là tôi ăn nó ngon không không thể nào chịu được à, Tụi tôi ăn tôi cứ, đi đâu đi mà tôi không thể nào chịu nổi có một hai tháng là tôi phải vợ cho bà nấu gì đó tôi ăn à <laughs> chúng ta hiểu cái trạng thái cái trạng thái là nó, nó tùy miên cái trạng thái đó là nó huân tập cái bữa ăn của bà nấu hay là như thế nào đó nó, nó chấp dính trong đó rồi lâu rồi thành ra nó trở thành một cái sức mạnh chi phối hoạt động của người đó chúng ta gọi là khả năng chi phối của thủy miên mà chúng ta gọi là phân tâm học hay là tìm thức à, hay là bây giờ một người lính bây giờ họ tập mà 3 tháng quân trường à, là quay trái quay phải à, bước đều bước một hai một hai à, lột nhai lột nhai thì ngại... <laughs> như vậy không thì là là chúng ta bây giờ nó quen rồi tuân lệnh không có lý do người lính là người tuân lệnh không có lý do không có có, có cãi lại tiếng là tiếng lui là lui tập suốt 3 tháng bắt đầu thả ra anh này chiến trận giật à, phía trước hồ tiếng tức là anh cầm xuống chạy thẳng à, còn bây giờ nếu như anh này mà không cho anh như vậy nha ra đã trận hồ tiếng là anh chạy tới kiếm chỗ nào anh trốn <laughs> đó, đã... đã... tại sao vậy cho nên 3 tháng nó thùy miên tùy miên tập nó tuân lệnh tuân lệnh nó tạo thành cái năng lực tùy miên rồi khi ra đó là họ hành động theo mình lệnh chứ họ có chết học hay là họ hành động theo mình lệnh còn hiểu tùy miên chưa hả thì tùy miên nói là như vậy đó à, còn cái trạng thái mà ở dưới ở ví dụ như mình ở trong cái thai mẹ thì á lẽ ra là cái 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 cái, cái tham sân si á nó câu sinh nó phát triển lên mạnh mẽ nhưng mà ở trong cái môi trường thai giáo tốt người cha người mẹ sống trong thánh thiện thì cái tham sân si đó nó không có cơ hội để nó phát sinh tại đâu có làm nó xúc nghịch đâu mà nó phát sinh nó đang thanh tịnh mà nó đang yên ổn mà nó đang mọi thứ thì ở trong cái môi trường đó thân cần nó phát triển lên ở trong môi trường là vô tham vô sân và vô si vô tham sân si cho nên cái tâm nó bình an tâm phước và khi nó ra đời là một đứa trẻ có phước và với cái thân kinh nó đứa trẻ có phước thì tự nhiên nó sẽ chiêu cảm môi trường phước và thuận lợi cho nó cho nên là tại sao mà trong cái dịch lý ấy, là mẫu tầm tứ ấy, là hồi xưa thầy có học thứ nha hỏi mẹ thầy là má mang thai con 9 tháng 10 ngày như vậy thì à, má cửa lại cho con nghe là một tháng đầu nó làm sao tháng thứ hai làm sao tháng thứ ba làm sao mà bà hỏi chứ ông 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 tu hỏi chi vậy thầy nói hối trả lời chắc mắc chi mà phức tạp quá vậy <laughs> Cứ lại cho nghe chút xíu đi <laughs> thế, là là là, là, là cứ cái tâm tâm trạng như vậy tâm trạng cái tâm trạng là là là, là y như cuộc đời của thầy sẽ là tật chim y chang tức là thầy thầy vừa bị tôn vinh và vừa bị tật đố tức là trong một gia tộc mà không có con nói dối đó cho nên sự hiện diện của thầy đem đến niềm vui và rất nhiều người hãnh diện và họ tôn vinh nhưng mà kèm theo cái tôn vinh là sự tật đố anh à, thành ra có nhiều khi mình đi trong cuộc sống này bây giờ thầy trạng thái của thầy như vậy bây giờ cũng có rất nhiều người tôn vinh và tật đố cũng nhiều nhưng mà mình cứ thắc mắc rằng tại sao phải tôn vinh tại sao phải tật đố là mình sẽ không mình không quan tâm cái đó bây giờ mình đang quan tâm cái việc mình đang làm đang quan tâm tốt cái việc mình làm là được rồi mình hiểu chưa hả đó là cái trạng thái ở trong thai mẹ nó nó, nó biểu hiện và mẫu tầm tứ là cách mà hối và người mẹ đã biết cuộc đời người con đó là cái trạng thái ở trong thầy giáo nó như vậy rồi hôm nay chúng ta dừng ngang đây ha như là phật à, bây giờ thầy thầy có thầy muốn gặp hai vị phật tứ ở tại chùa linh sơn có hai vị có cái hoàn cảnh Hồi yêu lên một chút à, các vị có thể nghỉ ngơi và yeah, mô phật hai vị ở tại chùa Linh Sơn ở lại à, có thể lại gần chỗ mấy chút xíu nói thầy nghe yeah. đại chúng chúng ta nghĩ được rồi yeah, mô phật ừ, mô phật con chào thầy ạ